theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 để chiếm đoạt số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng 5 phương thức chính. Theo đó, để rút khoản tiền lớn từ SCB, bà Trương Mỹ Lan sử dụng các thủ đoạn thành lập, sử dụng hàng ngàn pháp nhân ma thông qua việc nhờ hoặc thuê hàng ngàn cá nhân, đứng tên khách hàng vay vốn, lập các phương án vay vốn khống, đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đủ điều kiện để thế chấp, nâng khống giá trị, thông đồng với đơn vị định giá để hợp thức giá trị, tự lập ra các thủ tục thẩm định, phê duyệt các khoản vay như một hồ sơ vay vốn thông thường để hợp thức hóa và sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, bà Lan sử dụng pháp nhân ma, nhờ hàng ngàn cá nhân mở tài khoản để chuyển lòng vòng rồi chuyển tiền ra khỏi SCB, sau đó rút tiền mặt, cắt đứt dòng tiền và chiếm đoạt. Trong khoảng hơn 2 năm, với thủ đoạn trên, đã rút tiền mặt qua 277 khoản vay của 118 công ty với tổng số tiền hơn 190.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, C03 làm rõ, việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở SCB chi nhánh Sài Gòn theo quy trình. Khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới là Bùi Văn Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền. Các cá nhân dưới quyền bà Lan sau đó sẽ lập phiếu chi và các thủ tục hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt. Một bộ phận khác sẽ hẹn các cá nhân, pháp nhân ma để đến SCB ký chứng từ rút tiền. Kết quả điều tra tới nay, C03 xác định, thời gian từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, ông Bùi Văn Dũng và trợ lý của bà Lan là Trần Thị Hoàng Uyên đã vận chuyển tiền từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc về nhà bà Lan, hoặc giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ.